tại Việt Nam đã thành lập được trên 90 bệnh viện tư nhân, chiếm 10% so với tổng số bệnh viện công lập. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 33 bệnh viện tư nhân quy mô trên 2.730 giường bệnh, nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chuyến thăm làm việc với Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về định hướng phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và mở rộng hợp tác trong và ngoài nước. Đoàn đã được nghe đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn giới thiệu về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ bệnh viện và kết quả khám chữa bệnh cho bệnh nhân của bệnh viện từ ngày thành lập đến nay. Sau gần 10 năm hoạt động, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 3,5 triệu lượt bệnh nhân và thành lập được 6 bệnh viện đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đánh giá cao mô hình hoạt động của bệnh viện. Mặc dù là bệnh viện tư, nhưng Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã có hoạt động khám chữa bệnh tốt cho người dân, đặc biệt là bệnh nhân bảo hiểm y tế. Đoàn cũng ghi nhận kết quả hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua và cho rằng mô hình xã hội hóa y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cần được áp dụng và triển khai rộng tại Hà Nội trong thời gian tới.